Linh hồn trong quan tài. Thưa ông bà chủ, ngày hôm qua có tới 6 người làm ở nông trường ta đã qua đời. E là dịch bệnh đã lây lan nhanh và sắp tới sẽ có nhiều người chết nữa. Thật là khủng khiếp, chưa bao giờ ta thấy một trận dịch bệnh đáng sợ như vậy. Thầy thuốc đến chưa? Họ báo thế nào? Dạ thưa, thầy thuốc nói là dịch da vàng không chỉ ở nông trang nhà ta mà đã lan ra khắp vùng Haiti rồi. Do thuốc thang khan hiếm, có lẽ số mệnh của mỗi người là tùy ở ý Thượng Đế sắp đặt thôi. Chúa ơi, vậy chúng ta biết làm thế nào? Chẳng lẽ chống mắt lên nhìn mọi người dần dần mất đi, rồi sợ rằng nó sẽ lây lan sang cả nhà ta mất? Ông hãy sai gia nhân thiêu hủy nhanh các xác chết, rắc vôi bột khắp nông trang cho ta. Bắt tất cả những người có dấu hiệu bệnh vào một phòng riêng để chữa trị và hạn chế lây lan. Vâng thưa ông chủ, tôi sẽ đi làm luôn đây ạ. Ôi anh ơi, sao anh lại bỏ mẹ con em đi như thế? Tỉnh dậy đi bà ơi, sao lại đỡ để tôi lại một mình trên cõi đời này? Các người sao lại đối xử với vợ tôi như vậy? Sao không để tôi nhìn mặt lần cuối cơ chứ? Kìa mình, sao mình với tôi cơ mà? Mình không phải lo đâu, tôi vẫn lòng cho được. Vậy còn Annie, con gái của chúng ta sẽ ra sao? Nếu chúng ta có mệnh hệ gì, nó sẽ là đứa trẻ côi cút trên đời này. Annie vẫn đang tạm thời ở với vú em. Tôi đã cho con bé ở một khu biệt lập trong trang trại rồi. Không được đâu mình ơi, dịch bệnh tràn lan thế này, có khi nó đã ngấm vào trong mạch nước ngầm, trong không khí. Chúng ta lành ít dữ nhiều, ai mắc bệnh da vàng này đều chết cả. Kìa mình đừng có nói gỡ. Chẳng phải đó cũng là điều mình đang lo sợ hay sao? Mình hãy cho vú em đưa em đi về quê hẻo lánh, cũng là quê nhà của cô ấy. Đưa cho vú em một khoản tiền và nhờ chăm sóc con bé khoảng thời gian sau này. Tôi hiểu ý của mình rồi, tôi sẽ đi lo liệu ngay. Cô Marie, tôi chẳng còn biết nhờ cậy ai. Annie tôi gửi gắm ở cô, mong cô nuôi dạy cho nó nên người. Ông chủ, tôi đưa Annie đi khỏi nông trại một thời gian. Bao giờ ông bà khỏe lại cho người về quê tìm, là chúng tôi lại quay trở lại thôi. Lần này có lẽ không còn cơ hội gặp gỡ nữa. Cả nông trang đã bị bệnh, chưa ai thoát khỏi tay thần chết. Ông chủ, làm ơn xin đừng nói vậy. Annie, con gái của ba, con là hy vọng sống của cả cha và mẹ. Chúng ta có lỗi không thể ở bên con cho đến khi con trưởng thành. Hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc con nha. Không chịu đâu, con không muốn đi, con muốn ở cạnh ba mẹ con. Ngoan nào con, không được khóc, phải mạnh mẽ cho ba mẹ yên lòng ra đi cơ chứ. Ông chủ, xin ông đừng nói thế. Cô mau đưa anh đi đi đi, sớm được chút nào hay chút nấy. Không, không, bố con đã, con muốn ở lại với ba mẹ con. Nào, nào, ngoan nào, đi với vú đi con. Chúng ta không thể ở lại thêm được. Mười hai năm sau. Chà, hôm nay chị bò cái được việc ghê, sắp đầy xô sữa của tôi rồi nè. Lát nữa tôi sẽ cho chị nhiều cỏ thơm ngon nhé. Annie, cháu có thấy bà Mary đâu không? Sao suốt mấy ngày nay bác không nhìn thấy bà vậy? Dạ, vú Mary bận chút việc thôi ạ. Có việc gì không dì May? Cháu nhắn lại giúp là dì nhờ bà ấy làm lễ tạ ơn vào cuối tuần này nha. Vâng, thưa dì. Không biết vú Mary lại chạy đi đâu mất rồi.
anh làm gì vậy? Cô tưởng mình cao sang lắm sao? Cũng chỉ là cái thứ đàn bà không bao giờ có đàn ông nhòm ngó đến mà thôi. Ông không được xúc phạm tôi, tôi sẽ không bao giờ đồng ý chấp nhận ông đâu. Được lắm, nếu không có được cô một cách danh chính ngôn thuận thì hôm nay ta sẽ biến cô thành người đàn bà của ta. Dừng lại! Trời ơi, có chuyện gì vậy? Mình uống nhiều quá bị hoa mắt hay sao? Đau quá, buông ta ra, ta sắp nghẹn cổ đến chết mất. Con chó kia là do mày đúng không? Annie, dừng lại ngay. Tại sao con dám sử dụng tà thuật khi chưa được sự cho phép của ta? Chính ông ta định giở trò đồi bại với vú, con chỉ tự vệ lại thôi mà. Ông ta đáng bị thế lực bóng tối nguyền rủa mãi mãi. Trời ạ, con bé này, con muốn cả dân làng nhìn chúng ta bằng con mắt ruồng bỏ, khinh sợ hay sao? Họ căm ghét phù thủy và sẽ xa lánh tất cả giống loài nào biết dùng tà thuật. Kệ họ, con không quan tâm, con không muốn ai làm hại đến vú cả. Chúng ta rời khỏi đây thôi, lát nữa ông ta tỉnh lại, chắc sẽ nghĩ mình say xỉn và quên hết mọi chuyện hôm nay. Ma lực bóng tối thật là kỳ diệu phải không vú? Từ nhỏ, ta đã dạy con học phép phù thủy và tà thuật, vì ta nghĩ rằng con côi cứu trên cõi đời này, con cũng cần phải bảo vệ mình, nhưng con phải hứa với ta sẽ không được sử dụng chúng vào mục đích hại người. Con biết rồi mà vú, vú cứ dặn đi dặn lại thôi. Và không được để cho ai biết thân phận thật sự của con. Những phù thủy thường không có cuộc đời hạnh phúc đâu con à. Vâng, con hứa với vú, con sẽ không sử dụng tà thuật khi không thật sự cần thiết. Vú Mary quá nhân từ. Nếu không, hôm qua ta đã cho lão Peter đau đớn không bằng chết rồi. Xin lỗi tiểu thư. Anh là ai? Xin lỗi vì tôi đã làm phiền. Tôi chỉ muốn hỏi tiểu thư đường đến nông trang của ông Patrick thôi. Thế thì anh cứ đi thẳng rồi rẽ phải, sau đó thì đi tiếp về phía cuối đường, rẽ trái, vòng đường vòng qua bờ kênh, rồi lại tiếp tục đi tiếp và rẽ phải. Chà, nghe xong chỉ dẫn của cô, tôi thấy chắc mình sắp lạc vào mê cung mất thôi. Thôi được, đúng lúc tôi cũng đang rảnh, để tôi đưa anh tới nông trại ấy. Được thế thì tốt quá, cảm ơn tiểu thư. Tôi không phải là tiểu thư, gọi tên tôi là Annie. Nhưng tôi không chỉ đường không công cho anh đâu. Vậy cô Annie muốn chỉ ở tôi? Anh chắc từ xa tới, hãy kể cho tôi nghe những chuyện thú vị ở chặng đường anh đã đi qua. Từ nhỏ tôi đã sống ở đồng cỏ này, chẳng có gì mới mẻ cả. Ồ, được chứ, tôi tên là John, rất vui được quen cô Annie. Hay để một thời gian nữa anh John, em sợ vú Mary sẽ bị đường đột khi gặp anh. Anh và em đều độc thân, chúng ta quen nhau, yêu nhau, có gì là sai đâu. Mà sao trong em ngập ngừng thế? Nhưng mà... Em đừng ngại, anh sẽ xin phép bác Maui để cưới em làm vợ. Anh muốn đám cưới được cử hành càng sớm càng tốt. Cậu nói sao? Cậu muốn đưa Annie rời khỏi Haiti đến Jamaica sao? Vâng, nhà cháu có nông trường Royce Horn khá nổi tiếng ở đó. Cháu muốn được chăm sóc và yêu thương Annie suốt đời. Nếu bác cho phép, cháu muốn đón bác đến ở cùng. Vú Mary, con xin lỗi vì đã không nói cho vú biết trước chuyện này. Ta cũng nghe Annie kể nhiều về cậu John đây. Cậu là người kinh doanh thành đạt. Ta cũng muốn hai đứa tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Nhưng nếu như cậu và Annie đã quyết thì ta sẽ tán thành. Thật ư vú? Vú đồng ý chuyện của chúng con ư? Chỉ cần con được hạnh phúc đối với ta là quá đủ. Ta đã làm trọn trách nhiệm với cha mẹ quá cố của con. Nhưng việc bảo ta rời khỏi đây thì ta xin phép từ chối. Ta đã quen với mảnh đất này rồi. Vậy hãy để cháu đón bác lên tham dự hôn lễ của chúng cháu thôi cũng được. Em thì chỉ còn mình bác, cô ấy coi bác không khác gì mẹ đẻ. Vú Mary, vú đồng ý nhé. Nếu không, ai sẽ đưa con vào lễ đường? Cảm ơn hai con, ta đồng ý. Nông trang Rose Hall, Jamaica. Họ đẹp đôi quá. Cô ấy đã trở thành bà chủ tương lai của nông trường lớn nhất Jamaica này rồi.
Đúng vậy, nghe nói cô Annie này xuất thân cũng danh gia vọng tộc lắm. Này tiếp quản cơ ngơi lớn như thế này quả thật có phước. Chúc mừng cô dâu chú rể hạnh phúc. Sao giờ này còn chưa thấy John về nhỉ? John! Khuya thế này rồi, sao em còn chưa ngủ? Đợi anh làm gì cơ chứ? Cả tuần nay anh không về nhà ăn với em một bữa cơm. Lúc thì đi công tác, lúc thì đi sớm về muộn. Anh có biết một mình em vò vỏ ở nhà chán chường đến mức nào không? Đúng là đàn bà, em không biết quản lý một nông trường lớn bận bịu thế nào đâu. Anh có phải đi chơi đâu mà em suốt ngày trách móc đến như thế. Nếu em rảnh rỗi quá thì có thể đi mua sắm, đi chơi cùng bạn bè. Đâu có ai cấm em đâu. Anh có hiểu không? Em muốn có con. Anh cứ lạnh lùng thờ ơ với em như vậy thì sao còn cưới em về làm vợ cơ chứ? Anh mệt rồi, đừng nói nhiều nữa. Anh vào phòng đi. Chấm dứt đi, chấm dứt tất cả đi. Cô làm cái trò gì đấy hả? Cô có còn coi tôi là chồng của cô nữa không đi? Vậy anh còn coi tôi là vợ anh nữa? Hẹn lấy tôi về đây để trông coi nông trường cho anh. Còn anh thoải mái đến các nơi khác vui vẻ với nhân tình. Cẩn thận lời nói của cô, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu. Anh đối xử với tôi như thế à? Làm vợ anh rồi, tôi mới thấy bộ mặt vũ phu của anh đấy. Mỗi khi anh không vừa ý, hơi một chút là anh động tay động chân. Nếu đã biết như thế rồi thì im miệng và cút ra khỏi đây ngay. Cô chủ, cô không sao chứ? Mark, anh đã làm việc ở đây lâu rồi. Anh có thể cho tôi biết thực chất John là người như thế nào? Tôi... Có phải là người rất thô bạo đúng không? Bộ mặt hiền lành của anh ấy chỉ là lớp ngụy trang giả tạo. Mỗi khi không vừa ý, anh ấy như không thể điều khiển được cảm xúc. Tôi là phận người làm, không thể xen vào chuyện của ông bà chủ. Nhưng nếu bất cứ khi nào cần tôi giúp, cô hãy cứ gọi. Mark, cảm ơn anh. Cô chủ có muốn uống một ly rượu nho không? Mẻ nho này mới hái tươi ngọt lắm. Tôi rót cho cô chủ nếm thử nhé. Ý kiến hay đó Mark, chúng ta đi nào. Cô chủ, rượu ngon quá nên tôi hơi choáng choáng. Anh cứ ngồi yên đi Mark. Đã lâu rồi tôi chẳng được một sự quan tâm hay vỗ về đúng nghĩa. Cô chủ rất xinh đẹp, lúc nào cũng rạng rỡ, đáng yêu. Cô chủ không đáng phải chịu sự dày vò như vậy. Anh thích tôi ư, Mark? Anh Mark, mọi người đâu hết rồi? Ông chủ sai họ đi thu hoạch nho ở vườn bên, chỉ còn lại tôi ở lại coi sóc thôi. À, tôi có món quà này tặng cho cô chủ. Đẹp quá, anh thật là biết cách quan tâm người khác đó Mark. Tôi đoán là cô sẽ thích mà. Được lắm, cô làm trò gì sau lưng tôi đó hả? Anh định làm gì, John? Cô cắm sừng lên đầu tôi, cái sừng đó dài bao nhiêu rồi? Giờ cô còn định hỏi là tôi sẽ làm gì cô sao? Mọi người trong nông trại đang xì xào đồn đoán mối quan hệ thân mật gần gũi của cô chủ và tên nô lệ da đen mắt đó ạ. Được lắm, vậy thì hôm nay một trong hai người sẽ phải chết. Anh không được làm hại Mark. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Im miệng, cô lăng loạn. Cô còn tư cách để lên tiếng sao? Tại sao tôi không được lên tiếng? Khi ngay cả giờ phút này anh cũng nhẫn tâm hạ tay hạ chân với tôi. Anh có biết trên người tôi đã có bao nhiêu vết thương chưa lành không? Hôm nay tôi sẽ không tha cho anh đâu. Vậy cô định làm gì tôi? Chuyện gì đây? Cô làm cái trò quỷ quái gì vậy? Cứu, cứu ta với. Cô ta là phù thủy ư? Xin cô chủ tha cho tôi. Tôi sẽ không làm hại anh. Hãy chôn xác của người hầu. Còn John, hãy mang anh ta vào phòng ngủ và vờ như anh ta bị đột tử. Chuyện hôm nay anh sống để dạ, chết mang theo. Nếu không, anh sẽ phải chết. Vâng, vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ làm ngay theo lệnh bà chủ. Trông cô Annie tiều tụy quá. Ông John chẳng may qua đời đột ngột, chắc cô ấy sốc lắm. Đúng vậy, giờ cả nông trang này dựa vào cô ấy. Chỉ mong cô ấy mau chóng vượt qua. Vậy là có thể qua mặt được bọn họ rồi. John, anh đừng trách tôi. Chỉ vì anh đã đối xử bạc bẽo với tôi trước mà thôi. Từ nay gia sản của anh sẽ thuộc về tôi mãi mãi.
ngày mai anh lại tới nhé má. Đó cũng là vinh hạnh của tôi thưa bà chủ. Cả đời này tôi xin được phục vụ bà. Cô chủ, mang xác của anh ta đi và kín đáo chôn ở gốc cọ sau nhà kho. Ta chán ngấy anh ta rồi. Vâng thưa bà chủ. Trong trang trại nhà ta có một nam nô lệ mới tên là Taco. Anh ta có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Vậy ư? Ngày mai gọi anh ta đến phòng của ta nhé. Vâng ạ. Anh tên là Taco ư? Vâng thưa bà chủ. Phòng phụ nho trang trại đang thiếu người nên tôi có đến xin vào làm ạ. Cứ làm tốt, ta sẽ thưởng cho anh hậu hĩnh. Vâng, tôi sẽ chăm chỉ hơn ạ. Cũng muộn rồi, tôi xin phép bà ra về. Ôi, bà có sao không? Sao cậu cứ gọi tôi là bà thế? Tôi già lắm sao? Dạ không phải, cô chủ còn rất trẻ và xinh đẹp. Hôm nay ta mệt quá, mau đưa ta về giường ngủ đi. Ta muốn nằm nghỉ một lát. Vâng, để tôi dìu cô chủ. Nhưng ta không thể đi được nữa, chân ta như mềm nhũn ra đây này. Ở lại với ta đêm nay nha, ta cô. Hóa ra cô đã cắm sừng lên đầu anh trai tôi sao? Anh trai? Cậu là ai? Tôi là em trai cùng cha khác mẹ với anh John. Chúng tôi không cùng lớn lên với nhau. Hãy nói sự thật về cái chết của anh tôi nghe. Được, cậu để tôi xuống đã. Thấy được bóng tối, hãy nhấn chìm người này với sức mạnh của người. Hóa ra cô là phù thủy sao? Cô đã giết anh trai tôi bằng cách này. Ngươi cũng biết tà thuật cơ. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi xuống ngồi cùng anh trai của ngươi luôn thể. Để xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Xin hãy tha mạng cho ta. Cũng chính vì anh trai của cậu đối xử vũ phu với ta nên ta mới buộc phải làm thế. Ta đã rơi vào con đường cùng rồi. Đó không phải là lý do mà một phù thủy dùng tà thuật để hại người. Ngươi không chỉ hại chết anh trai ta, mà còn bao nhiêu nô lệ đã chết trong tay ngươi. Cứ qua lại với họ cho đến khi chán chừng thì nguyên rủa họ tới chết. Vậy ai thấu cho những nỗi cô đơn và bi kịch của ta khi đến nông trang này? Nếu ngươi không tha mạng cho ta, cho đến chết ta vẫn sẽ ám lấy nơi này. Ta không thể tha thứ cho sự ác độc của ngươi. Nếu ngươi còn sống thì bao nhiêu người nữa sẽ bị tổn hại. Không, tha cho ta. Không, ta không thể chết được. Sau cùng, Taco đặt xác cô ta vào một quan tài và đánh dấu thập tự lên đó để linh hồn cô ta không ám mảnh đất này mãi mãi. Về sau, câu chuyện của Annie được đồn đoán khắp trang trại. Người ta gọi cô là phù thủy trắng với đầy nỗi khiếp sợ. Người cha thành đạt và con gái. Sửa lại theo hướng dẫn của tôi ghi bên trong rồi ngày mai đưa lại cho tôi nha. Vâng, thưa tổng giám đốc. Muộn rồi, giám đốc về nghỉ sớm đi ạ. Tôi còn có chút việc cần giải quyết nữa, cậu cứ về đi. Vâng, chào tổng giám đốc. Alo, em nghe đây. Em à, hôm nay anh lại có chút việc phải giải quyết gấp. Anh về hơi muộn. Em và con cứ ngủ trước đi nha. Ê Gian, việc để mai không được sao? Em thấy anh càng ngày càng về muộn. Anh xin lỗi. Thật sự đợt này công ty nhiều việc phải giải quyết quá. Anh sẽ cố gắng giải quyết gọn sớm. Rồi từ sau anh sẽ về nhà sớm hơn, được không em? Được rồi. Em à, em chuẩn bị sẵn cho anh ít đồ nhé. Mai anh phải đi công tác sớm. Vâng, em biết rồi. Em sẽ về sớm, hai cha con ăn sáng rồi đưa con đi học nha. Hôm nay được ba đưa đi học, chắc con bé sẽ rất vui. Anh cũng vậy, tạm biệt em yêu. Ê La, đi đánh răng nhanh lên còn ăn sáng. Nhanh lên, ba còn đi làm. Vâng ạ. Ăn nhanh lên con. Sao con chậm chạp vậy? Nhanh lên chứ. Hôm nay ba có cuộc họp rất quan trọng. Còn cứ thế này thì ba lỡ cuộc họp mất con biết không?
Sao ba lúc nào cũng sợ bỏ lỡ công việc vậy? Ba có biết ba đã bỏ lỡ bao nhiêu dịp quan trọng của con không? Ella, con nói gì vậy? Tất cả những ngày quan trọng của con đều ghi vào đó. Cái gì vậy con? Ngày 4 tháng 10, ngày khai giảng, chỉ có mẹ đi với con, không có ba. Ngày 2 tháng 2, trận bóng đầu tiên của con, phía dưới khán đài, chỉ có mẹ tới, không có ba. Ngày 8 tháng 4, họp phụ huynh, mẹ đi. 31 tháng 5, họp phụ huynh, mẹ đi. Dù con rất muốn lần này ba đi. Ngày 31 tháng 10, lễ hội Halloween, ba đi công tác, chỉ có mẹ và con. Con gái à, ba xin lỗi con. Nhìn nè, báo đàn ông El Adrian đã từ chức. Ông ta không còn điều hành tập đoàn Bimco nữa. Sao lại thế nhỉ? Thưa tổng giám đốc, ông El Adrian đã tuyên bố từ chức. Này xem nè, ông ta mà chịu rút khỏi tập đoàn Bimco sao? Họ có ý đồ gì nhỉ? Cậu hãy sắp xếp ngày mai buổi lễ để tôi từ chức và nhượng quyền nhé. Thưa tổng giám đốc, xin giám đốc hãy suy nghĩ lại. Dưới sự lãnh đạo của giám đốc, công ty chúng ta đang rất phát triển mà. Hay là giám đốc có thể đặt trách nhiệm nặng hơn cho các phòng ban? Em nghĩ không cần phải nhượng quyền đâu ạ. Tôi đã quyết rồi. Tôi sẽ chỉ làm bán thời gian tại công ty con, chi nhánh gần trường con gái tôi, thấy là đủ rồi. Thưa giám đốc, em vẫn không hiểu. Giám đốc có thể cho em biết vì sao đột nhiên giám đốc lại quyết định từ bỏ một vị trí mà ai cũng mơ ước vậy ạ? Là vì tôi đã nhận ra rằng có một vị trí mà bấy lâu tôi đã thật thiếu sót, mà đáng ra tôi nên làm tốt trước khi làm tốt vị trí của một giám đốc. Thời gian còn lại, tôi muốn tập trung để làm tốt vị trí đó. Đó là vị trí của một người cha. Vị trí người cha ạ? Đúng vậy. Vòng xoáy công việc khiến tôi quên rằng mình cũng là một người cha. Tôi đã hiểu ra rằng trách nhiệm của người cha còn quan trọng hơn cả vị trí nhà đầu tư như trước kia. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ những điều quan trọng hơn rất nhiều. Tôi đã không cân bằng được công việc và cuộc sống riêng của mình. Sự thiếu cân bằng này làm tổn thương mối quan hệ của tôi với con gái của tôi. Tôi đã không dành đủ thời gian cho con bé. Quãng đời còn lại, tôi muốn cùng vợ tôi trải nghiệm những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của con gái mình trước khi mọi thứ nhanh chóng trôi qua. Phim bỗng theo câu chuyện có thật của Mohamed El Adrian, nguyên giám đốc tập đoàn Bimco, tập đoàn đầu tư trái phiếu lớn nhất thế giới. Ai cũng có lúc sai lầm. Thưa sư phụ, trời tối rồi mà đường về chùa còn xa quá, hay tìm một nhà trọ để nghỉ qua đêm? A Di Đà Phật, ở ngôi làng phía trước có một gia đình mà ta quen biết. Chúng ta có thể qua đó xin tá túc một đêm, rồi sáng mai đi sớm. Ồ, thế thì bay quá. A Di Đà Phật, có ai ở nhà không? Giờ này ai còn hỏi gì nữa vậy? Ô kìa thầy, con chào thầy ạ. À, sao thầy lại đến nhà con muộn thế này? Mời thầy vào nhà. A Di Đà Phật, thầy trò tôi có việc đi ngang qua đây nhưng trời đã tối, không kịp về chùa. Xin thí chủ có thể cho thầy trò ta tá túc một đêm được không? Dạ được chứ. Ân thầy cứu mạng con từ lâu, con chưa có dịp đáp đền. Hôm nay được gặp lại thầy, thầy hãy cho con được thể hiện tấm lòng của mình. Con mời thầy vào nhà, con mời thầy ngồi nghỉ ạ. Chắc thầy đi đường xa chưa ăn tối, để con chuẩn bị đồ ăn mời hai thầy. Thằng bếp đâu rồi? Cả ngày hôm nay làm chưa hết việc, ông chủ lại sai bảo gì nữa không biết. Ôi, cái lưng mình muốn gãy đôi ra mất thôi. Thằng bếp đâu rồi? Sao gọi mãi không nghe vậy hả? Dạ, ông cho gọi con ạ.
Đây chính là vị cao tăng đã cứu ta trước đây. Và ngươi hãy chuẩn bị những món thật ngon để ta mời hai thầy. A-di-đà Phật, chúng tôi chỉ ăn cơm chay đơn giản thôi. Xin đừng bày vẽ gì. À đúng rồi, cơm chay. Nhanh xuống bếp làm cơm chay cho thầy. Nhớ làm cho cẩn thận. Nếu có sơ suất làm phật ý thầy, thì ta cho ngươi nghỉ việc không công đấy nghe chưa? Vâng, con sẽ cẩn thận ạ. Ông chủ cứ yên tâm. Tưởng được nghỉ rồi chứ. Mọc đâu ra hai vị hòa thượng này, thật phiền phức. Bây giờ mà làm cơm thì bao giờ mình mới được ngủ chứ? Ờ dĩ, sao mình không dùng đồ ăn còn lại từ buổi tối? Chỉ cần thêm một ít rau xào lên trên là được. Họ không ăn thịt cá thì chừa lại, có làm sao đâu mà sợ. Xin mời hai thầy dùng bữa tự nhiên. Con xin phép có việc một chút. A-di-đà Phật, thật phiền quá. Cảm ơn thí chủ. Sư phụ, thế này là thế nào? Phía dưới toàn đồ tanh, chúng ta làm sao ăn được? Thôi, ta ăn cơm không vậy, con đừng xới thức ăn lên nữa. Chẳng phải chúng ta đã bảo chỉ ăn cơm chay rồi sao? Rõ ràng cậu bếp có ý xấu với mình rồi. Nếu chẳng may thầy trò mình có ai nhỡ ăn phải, là mang tội lớn. Con đừng vội nghĩ xấu cho người khác như vậy. Thôi, con ăn cơm đi. Nhưng chuyện này là không thể chấp nhận được. Hai thầy trò ăn có ngon miệng không ạ? Ơ kìa, hai thầy không dùng thức ăn đi, để nguội hết cả rồi. Chúng tôi vẫn đang ăn đây, anh cứ để chúng tôi tự nhiên. Thôi chứ, tại sao lại là thức ăn mặn thế này? Thảo nào hai thầy không ăn. Thằng bếp đâu? A-di-đà Phật, không sao đâu. Chắc có chút nhầm lẫn. Xin thí chủ bình tĩnh, đêm đã khuya rồi. Dạ, ông cho gọi con ạ. Ta dặn ngươi làm cơm chay cho thầy. Tại sao lại thành ra thế này hả? Ngươi có biết làm thế này là nhà ngươi đang phỉ báng các thầy, bôi nhọ ta không hả? Con, hôm nay con mệt quá nên con... Mệt nên nhà ngươi làm liều chứ gì? Ta nói rồi, nếu xảy ra sơ suất, ta sẽ cho ngươi nghỉ việc không công. Bây giờ ngươi thu xếp rồi đi ngay. Con xin ông chủ tha cho con lần này. Chỉ tại hôm qua con mệt quá, con nghĩ sư thầy rộng lượng nên con rốt dậy làm liều. Con xin ông thương đừng đuổi con không biết phải đi đâu cả. A-di-đà Phật, xin mọi người hãy bình tĩnh. Thưa thầy, thằng bếp nhà con đã làm chuyện thất lễ tài đình như thế, thầy cứ để con xử phạt. Đúng rồi sư phụ, sư phụ cứ để chủ nhà dạy cho anh ta một bài học. Con biết lỗi rồi, xin ông chủ tha cho con. Nếu thí chủ nể tình, tôi muốn xin thí chủ tha cho anh bếp lần này, để anh ấy có cơ hội sửa sai. Kìa thầy, nó đáng bị phạt thì phải phạt để lần sau nó phải cẩn thận chứ ạ. Vậy con đuổi cậu ta đi, thì làm gì cậu ta có cơ hội mà sửa sai cho con thấy nữa. Ai trên đời cũng phạm sai lầm, dù là vô tình hay cố ý. Nếu chỉ vì một sai lầm mà dồn người ta vào chân tường thì còn đâu tình người. Con mà đuổi cậu ta thì con lỡ mất một việc tốt giúp người rồi. Vả lại nhìn cậu ta xem, dáng vẻ chất phác thật thà. Có lẽ vì áp lực mệt mỏi nên nhất thời hồ đồ thôi con. Dạ, quả là con nhất thời hồ đồ, mong đại sư lượng thứ. Thì chủ thấy sao? Thôi thì nể có đại sư, ta tha cho cậu lần này. Nhưng nhớ, làm việc gì cũng phải suy nghĩ đúng sai, không được để phạm sai lầm thế nữa. Vâng, con cảm ơn ông chủ. Cảm ơn đại sư. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.